Thưa quý vị, tình trạng chợ tạm, chợ tự phát, chợ chồm hổm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Đây là nguyên nhân để thành phố Vũng Tàu quyết tâm lập lại trật tự tại các điểm chợ tự phát này, nhất là trong tình hình mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Hải Yến, Hiếu Thuận ngày đầu thành phố Vũng Tàu ra quân chấn chỉnh chợ tự phát. Tại một số tuyến đường của thành phố Vũng Tàu, sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, tình hình dịch bệnh về cơ bản được khống chế, nhiều người dân bày hàng dài dĩa hè để bán. Khi lực lượng chức năng đến nhắc nhở thì họ dẹp đi, nhưng khi lực lượng chức năng rút đi thì đâu lại vào đấy. Tất nhiên việc buôn bán diễn ra nhanh gọn lẹ, thậm chí người mua không cần rời khỏi xe máy cũng mua được hàng. Thưa quý vị, còn ghi nhận tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi thì ngay từ cửa ra vào, nhân viên của các cửa hàng siêu thị đã yêu cầu 100% khách hàng rửa tay sát khuẩn, quét mã QR, khuyến cáo người dân giữ khoảng cách khi vào mua hàng hóa. Các siêu thị yêu cầu tất cả khách hàng, nhân viên mang khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trong quá trình tiếp xúc, trao đổi mua bán, giao dịch, khuyến khích người dân mua hàng trực tuyến. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến người dân cảm thấy việc mua hàng ở các chợ tạm, chợ cóc thuận tiện, không mất công như là khi vào siêu thị hay là cửa hàng tiện lợi, kể cả chợ truyền thống. À, muốn mua hàng ở đây, bởi vì thứ nhất là hàng nó thoáng, dân thoáng, hàng nó thưa như thế này. Còn bà không muốn vào trong chợ mà sợ cái môi trường nó bị ô nhiễm, nó không được, nó đặc hơn ở không khí ngoài này. Chính vì việc đáp ứng được sự tiện lợi nhanh gọn của người mua lẫn người bán đã khiến chợ cóc mọc lên khắp nơi và hoạt động khá sôi động. Tuy nhiên, các chợ này là nơi tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh lây lan và mất mỹ quan đô thị. Thời gian qua đã có không ít số ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có lịch sử đi chợ tạm, mua đồ của người bán hàng rong, dẫn đến việc truy vết các F1, F2 gặp rất nhiều khó khăn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, trên địa bàn thành phố có 13 điểm buôn bán tự phát. Chỉ có 696 hộ đăng ký giấy phép kinh doanh do Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố cấp. Chính vì vậy, lần ra quân này, thành phố Vũng Tàu quyết tâm dẹp các chợ cóc, chợ tạm, lập lại trật tự lòng lề đường. Thành phố thành lập 13 tổ trực tiếp xử lý các điểm buôn bán tự phát vốn tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã lập kế hoạch và thành lập 13 cái tổ. 13 cái tổ này thì giao cho công an là chủ trì, phối hợp với các phường xã để đồng loạt ra quân. Đấy, thứ nhất đấy là ngày đầu tiên ấy thì chúng tôi sẽ nhắc nhở toàn bộ những cái hộ kinh doanh tiểu thương, tức là mình nhắc nhở, mình lập biên bản, mình lấy thông tin, đấy, rồi mình yêu cầu người ta cam kết người ta không vi phạm nữa. Rồi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư bắt đầu với xử lý đến các biện pháp hành chính, đấy, tức là sẽ tịch thu phương tiện và tịch thu tăng vật. À, hôm nay ra quân là để chủ yếu là nhắc nhở, từ ngày mai bắt đầu là đi xử lý những trường hợp mà cố tình buôn bán mà vẫn lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè, thì Ủy ban Nhân phường phối hợp với công an thành phố sẽ xử lý triệt để với vấn đề mà buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè và các hộ kinh doanh cũng như các hộ kinh doanh buôn bán không có giấy phép. Tại vì em cũng rất chân thành cảm ơn và chúng em rất sẵn sàng chấp hành về cái nghị định và quyết định của thành phố và phường xã. Chúng em rất đồng lòng và anh cũng có thông báo là từ ngày mai chúng em sẽ chuyển ra Banadai để đưa hàng hóa vào đây. Thì chúng em rất là ủng hộ, đồng tình với cái việc này. Được biết, lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố và chính quyền phường xã nhằm tăng cường công tác quản lý, xử lý, ngăn chặn các vi phạm lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè lòng đường, hành lang an toàn giao thông, kiểm soát tình hình phòng dịch, đồng thời bố trí, duy trì lực lượng thường xuyên ứng trực tại các địa điểm kinh doanh tự phát, tái vi phạm theo quy định.